bệnh viện, ba con nằm trong giờ cả trăm triệu, mẹ không biết chạy đâu. Giờ mẹ đi hỏi coi con có không. Mẹ gì mà sao mà rách rưới. Ủa thầy nói thầy giàu mà sao mẹ thầy kỳ vậy? Chối nữa hả Phu? Tôi biết mà, lần nào tôi đi kiếm nó cũng vậy hết á. Chối nói không phải đâu, cô bán vé số. Cô đâu công cái bữa tôi nói là hả, nó nói lực mặt ăn mày nữa đó. Bây giờ mỗi lần tôi đi kiếm nó là tôi phải đem số hậu khẩu trong người nè, phải có tên nó trong đây nó mới chịu nhận tôi đó. Mẹ ơi, ba còn đang bệnh nặng nằm trong bệnh viện mà mẹ. Mẹ ơi. Chứ bây giờ mày đi lừa gạt người ta cái kiểu đó sao được không? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ mà. Con ơi, con có hiểu cái gì về kinh doanh không mà con dạy người ta làm giàu? Con làm như vậy là con lừa gạt người ta, con biết không? Mẹ dạy con vậy hả? Biết rồi, con xin lỗi mẹ, nhưng mà thật sự là bây giờ con ngày nào con đi làm về, con cũng phải nghe mẹ nói là ba mày bây giờ ba mày nặng lắm rồi, bây giờ kiếm tiền ở đâu đây? Thì theo mẹ, trách nhiệm của một người làm con cần phải làm gì? Để cho mẹ đỡ cực khổ, để cho ba mau hết bệnh, con làm gì là sai hả mẹ?